Người ta thường nói mê trai đầu thai mới hết. Mình nghĩ câu này đúng cho mấy đứa trẻ trẻ như mình thôi. Đâu nghĩ rằng á, bà nội mình cũng có cái nư này đâu trời. Mà trai đẹp ai mà không mê đúng không? Bị gu mới không mê trai chứ trời. Bà nội mình tên là Hằng, sống chung với mình từ bé đến lớn. Ông nội thì mất khi mình mới sinh ra. Trong mắt mình á, thì bà luôn là hình tượng của một người phụ nữ quá chồng, nhưng mà vẫn rất là chung thủy. Hơn hai mấy năm rồi, mình chưa từng thấy bà mình quen ai thêm hết á. Cứ vậy mà tới bây giờ thôi. Nhưng mà dạo gần đây, mình phát hiện á, cái máu mê trai của mình là từ bà nội mình ra đó. Mình thấy mình dễ dãi ghê nơi á. Trai nào mình cũng mê, miễn là con trai ưa nhìn là được nha. Còn bà nội mình cũng có gu lắm mà nha. Thích mấy cậu thư sinh như cậu Tân sát bên nhà. Tân mới dọn đến ở cạnh nhà mình hơn tháng thôi mà thấy bà mình thân với cậu ta lắm luôn, chiều nào cũng đem đồ ăn qua tặng cho Tân, nếu không đồ ăn thì cũng là quần áo hay gì đó. Mà cậu ta đúng gu bà mình lắm nha, người cao ráo, trắng trẻo, thư sinh, tựa như là nam thần Hàn Quốc, mình còn mê huống chi là bà mình. Bà mình ở bên nhà cậu Tân còn nhiều hơn ở nhà nữa trời, có khi mình gọi về ăn cơm mà chẳng chịu về luôn, cứ nghĩ là bà qua dò xét để làm mai cho mình, ngỡ đâu không phải vậy nha mọi người. Được tin Tân sẽ chuyển nhà để làm việc tại một viện dưỡng lão ở tỉnh khác, tự nhiên bà mình nằng nặc đòi vào đấy cho bằng được hả trời. Ba mẹ mình dĩ nhiên là không có đồng ý, vì nhà mình đâu thiếu thốn gì đâu trời, chăm lo cho bà vô cùng chu đáo mà. Thuyết phục mãi bà không chịu, cứ nhảy đành đạch đòi vào viện dưỡng lão cho bằng được. Không được mà, tụi mày phải cho tao vào đấy, không thì tao cắn hết tại đây cho tụi mày vừa lòng nha, trời ơi là trời. Đó, hết nói nổi bà mình luôn á, chẳng còn cách nào khác, ba mẹ mình đành để bà vào viện dưỡng lão cho bà vui. Nhưng mà mình lại nghĩ rằng á, bà muốn gặp Tân cho nên mới giãi nảy lên như con nít vậy thôi, chứ ai đang sống sung sướng như con cháu lại muốn vào đó làm gì. Và y như mình đoán luôn, chuyện động trời đã xảy ra. Hôm mình đến thăm bà, vừa mở cửa phòng mình đứng đơ ra khi thấy Tân á, chỉ có mỗi cái quần đùi đang nằm ôm bà mình thấm thía. Trời ơi cái gì vậy trời, phi công về chiếc chuyên cơ của anh ấy hả vậy? Gu cậu này cũng mặn dữ rồi nha, bà mình 60 tuổi rồi chứ có phải 20 tuổi đâu mà ôm dữ vậy. Ồ nè cậu Tân, cậu đang làm gì bà tôi vậy? Em ôm bà chút thôi, em yêu bà của chị. Nói xong á, cậu ta còn quay qua hôn môi bà tôi một cái nha. Mặt ối quá tụi bay ơi. Nghe cậu ta nói như sét đánh ngang tai luôn á. Trai đẹp đã hiếm mà còn thể loại này nữa. Trời ơi hạn hán lời luôn. Tao là Hằng á, thì Tân là chú cuội của tao. Mày là cháu tao, mày phải ủng hộ tao bước tiếp chứ hả con kia. Nhưng mà bà ơi, bà sắp xuống lỗ độ yêu đương gì tầm này. Mày trù tao chết hả con hầm kia? Bà mày còn đang sung lắm nha. Thấy anh Tân của tao đây không? Tao cỡ này, mày cỡ nào? Này bà mình gắt dữ vậy trời. Đúng tình yêu làm con người ta khác hẳn ghê á. Thôi thì cũng là chuyện vui của bà đi. Cho bà vui bao nhiêu thì vui. Sau này muốn vui cũng hơi khó. Mà nghĩ đi nghĩ lại cái chiến công của bà mình, cái mình thấy mắc cười hoài luôn á nha. Không ngờ hình ảnh người bà chính chuyên ngày nào lại thành ra như thế này vậy trời ơi. Cơ mà bà mình hay thiệt, gừng càng già càng cay, già khú đế rồi mà còn vớt được trai trẻ ngon lành vậy. Còn mình nè, ế chỏng mong mười mấy năm trời, phải học hỏi bà ngay và luôn. Ai cho lũ chúng mày bắt nạt người yếu? Đi học thì không học hành, lại chỉ nghĩ đến hơn thua bắt nạt bạn. Hơn vừa học giỏi vừa tốt bụng, chúng mày không học theo bạn thì thôi, lại còn dở thói côn đồ. Hồi cấp 3, khi đối mặt với những sự bắt nạt, bạo lực học đường, thì anh Minh đã xuất hiện và cứu mình như một vị thần. Chào các bạn, mình là Hân. Mình tự nhận thấy mình là một người vui vẻ, hòa đồng, mặt mũi cũng sáng, mà học hành cũng chăm. Ai hỏi bài mình cũng cho chép, lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ các bạn. Ấy nhưng mình vẫn bị bạo lực học đường. Năm mình học lớp 11, mình bị nhóm chị Đại ở lớp học dốt nhất trường bắt nạt. Các bạn biết rồi đó, trường nào chẳng có một hai nhóm chị Đại. Tóc tai thì bù xù, son đánh đỏ chết, lúc nào cũng bên mặt ra ai. Mình chỉ muốn đi học nên lúc nào cũng tránh nhất có thể, nhưng không hiểu sao vẫn rơi vào tầm ngắm của chúng nó. Mày không cần giải thích gì cả, bọn tao đết nghe. Trông mày ngứa mắt thế thôi, bây giờ có bao nhiêu tiền thì biết đường nôn ra đây. Nhiều thì bị đánh nhẹ, còn ít thì để quần áo lại. Những lời đe dọa như vậy ám ảnh suốt những năm tháng lớp 11 của mình. Bắt nạt khi đi học trở thành một nỗi ám ảnh mà không bao giờ mình quên. Lần đầu tiên là khi mình đang trên đường về, ở đoạn đường vắng, bị chúng nó chặn xe. Lúc đấy mình sợ lắm, mà kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Khi cái con cầm đầu giơ tay lên, mình chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm chặt đầu bảo vệ bản thân. Đang cầu nguyện có người qua đường thấy, thì giọng anh Minh vang lên như một vị thần. Ai cho lũ chúng mày bắt nạt người yếu? Đi học thì không học hành, lại chỉ nghĩ đến hơn thua bắt nạt bạn. Hân vừa học giỏi vừa tốt bụng,
chúng mày không học theo bạn thì thôi, lại còn dở thói côn đồ. Anh Minh là đại ca ở trường, cũng gọi là có chút tiếng tăm. Nhưng mà mấy cái thể loại đại ca chị đại mình đều sợ hết, toàn lũ học dốt ham chơi mất dạy cả. Anh giúp mình lần này thì mình cảm ơn thôi, chứ vẫn né như né tà. Sau hôm đó thì gia đình mình đi, đưa đi đón về để tránh những chuyện như lần rồi. Ai ngờ mình lại gặp lũ chị đại ấy thêm mấy lần. Hôm thì mình trực nhật, hôm thì là nhà mình có việc bận. Cảm giác như chúng nó chỉ trực chờ mình ở một mình để bắt nạt. Mà lần nào anh Minh cũng xuất hiện đúng lúc, nên nói gì thì nói. Hảo cảm của mình với anh ấy cũng tăng lên rõ rệt. Sau vài lần anh hùng cứu mỹ nhân thì mình với anh Minh cũng thân thiết hơn. Nhưng mà đùng cái anh ấy tỏ tình mình à. Oh my god, mình bối rối rõ luôn. Mình học hành tử tế, con nhà gia giáo, còn phải thi đại học nữa. Yêu đương gì với mấy cái thằng đầu đường xó chợ học dốt vậy? Người ta có giúp mình thì mình sẽ giao lại thôi. Mắc cái gì yêu? Mình đang tìm câu từ chối để lựa lựa. Ai ngờ anh Minh nói câu như này chứ. Lần nào em gặp khó khăn, anh cũng đến cứu em đúng lúc. Đấy là duyên trời ban. Em có muốn suy nghĩ lại không? Đầu mình như có tiếng sét nổ cái bùm. Đệt, trước khi gặp anh, đời em làm gì có khó khăn đâu mà cần cứu. Mình lờ mờ nhận ra có vấn đề ở khúc này rồi, nên mình hẹn anh cho mình 3 ngày suy nghĩ, 3 hôm sau sẽ có câu trả lời. Trong lúc đấy thì mình thả cái bút camera và ghi âm vào cạnh ba lô của anh. Mình mua để quay làm bằng chứng, báo ban giám hiệu, giờ tiện dùng luôn. Dù sao thì mấy thằng không học hành gì, ba lô cũng chỉ đeo cho đỡ trống lưng ấy mà, không sợ phát hiện. 3 hôm sau như hẹn, mình khéo léo lấy cây bút, cố xin thêm một ngày nữa, về check ít dữ liệu rồi tính tiếp. Oh my god, nói thì nói, có ăn có học đầu óc nhảy số như mình vẫn là tốt nhất. Thì ra Minh thích mình, mấy cái con bắt nạt mình cũng là Minh nhờ đấy. Thằng đấy được ra oai, đệt mỡ cay thế nhở. Dù được cứu thì hôm nọ mình cũng bị đẩy vài cái, giật tóc vài cái, có hôm còn bị đổ cả nước lau bảng lên đầu. Cay phải biết, có bằng chứng trong tay, mình không lên ban giám hiệu tin sao được. Nhà trường chỉ thích lấp liếm, mình lên công an phường và gửi đơn lên sở giáo dục. Ngày hôm sau, thứ mình nhận được không phải lời đồng ý của mình, mà là giấy triệu tập của các chú công an. Mình vừa tố cáo cái, bao nhiêu nạn nhân đều đứng lên. Cụ thể thì mình không nhớ, nhưng mà lần đó đứa nào cũng đi cải tạo mấy năm đấy. Còn tưởng mình ấy gì? Điểm khóa sau đầu vào giảm hẳn vì mất uy tín. Còn mình á, mình đỗ đại học y, chuẩn bị đi làm bác sĩ nè. Các bạn ạ, con người ai cũng có đầu, nên vận dụng đầu óc vào việc học hành, đừng có như Minh nha. Chúng ta đã từng tỏ tình như thế nào? Đúng địa điểm, đúng thời gian hay tiện lúc nào tỏ tình lúc đó? Thật sự thì mình cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn cái lúc crush đang gửi tình yêu vào đất để mà tỏ tình nữa. May là thành công chứ không mình ngại chết mất thôi mọi người. Mình là một chàng trai đáng yêu, xinh xắn, dù không có vạn người mê, nhưng mà mình lỡ mê một anh tên là Đạt ở khóa trên của mình á. Bởi vì là crush mà mình á thì mê ngầm người ta, cho nên á ai lại dám nói toẹt ra đúng không nè. Chỉ là nhẹ nhàng đăng ký tín chỉ để mà học cùng lớp với anh Đạt thôi. Trộm vía là trời thương, lúc nào cũng chung lớp lại còn chung nhóm vì tên của hai đứa gần nhau á. Được ngồi cạnh crush, chú choa mà ơi, cái cảm giác cái thức xưa lý vô mốt làm sao. Đang ngồi trong lớp thì mình đá màn hình điện thoại của anh Đạt và thấy hình một bé mèo. Ơ kìa, cùng sở thích hả? Mình lợi dụng con hợi nhà mình liền, lấy điện thoại ra khoe bẽn lẽn kiểu là em cũng có một bé mèo nè. Crush có vẻ thích lắm, cứ ngắm nhìn chăm chú rồi bảo mình là tiết sau á đưa bé ấy lên đây chơi nha. Xoài, sỉ liền má. Con hợi nhà mình được cái ngoan ngoãn thơm tho. Hôm sau á mình cho nó đi spa, dặn dò phải làm thiệt tốt nha, phải cúng lấy crush của mình không rời để mình còn có người yêu nghe chưa con. Con hợi cũng meo meo vài tiếng, nó tỏ ý là chấp nhận đó, cho nó ba tê là được à. Rồi thấy cái méo nào, hôm đó nó đến gặp crush mình, nó say như cái cách em gặp crush lần đầu á má. Quấn thợ, nhưng vì mê trai, quên đi tiểu, nó tiện á thì tè mẹ lên tay crush, trời ơi xong. Con hợi kia nó báo mình nữa rồi, anh Đạt nhảy ngược lên rồi chạy ra khỏi phòng liền. Mình xin lỗi không có nổi luôn á mọi người, không kịp luôn má. Anh ấy bảo không sao đâu, nhưng mặt méo sệt đi ra khỏi lớp. Từ ngày đó mình chẳng thấy mặt anh nữa, con hợi cũng bị trừng phạt, không mới giúp được miếng nào, mê trai y như chủ mày á, tao tức ghê á. Cứ nghĩ rằng duyên với crush đã tận, nhưng mà đời mà quý vị, luôn có những cú twist mà mình không ngờ đến. Hôm đó đang ăn bún xào đậu, mắm xào tôm, làm ly trà chanh, không tin được là chúng nó đúng nhau trong bụng. Trời ơi, và rồi lần đầu tiên mình bất đắc dĩ đi ẻ ở trường. Khổ chưa, chui vào đó má, đang xả rất tự nhiên má, nghe thấy phòng bên cạnh cũng có người.
Thề nha, tao nói ngại vô cùng, ngại vô cùng. Chưa hết, bên mình ngồi còn hết cả giấy, rồi không biết làm sao luôn má, vội gõ cửa bên cạnh. À, cậu ơi, bên mình hết giấy, cậu có thể cho mình xin chút giấy bên đó được không? Bạn ấy rất thản nhiên, cậu còn ít hay nhiều để mình lấy cho. Nghe giọng là thấy điềm nè má, điềm thiệt. Trời ơi, lúc đưa giấy, cái bàn tay trắng trẻo đeo chiếc nhẫn đó, ủa, chính là anh đạt của mình. Má, xỉu lên xỉu xuống luôn, đi ẻ mà cũng gặp nữa sao vậy? Chẳng lẽ lại bảo là chuyện không như anh nghĩ đâu, em bị Tào Tháo rượt hả gì? Thiệt sự luôn á, cứu tôi với ông trời đã không sinh ra đúng giới tính, lại còn muốn cho con không có người yêu hay sao vậy? Đớn đau quá mọi người. Hôm sau, mình gặp cà rớt là né, chứ không dí vào như trước. Anh ấy hỏi thì trả lời thôi. À, nhưng mà đến hôm nha, vẫn nơi cũ, vâng, nhà vệ sinh của trường. Nhưng vị trí đâu hoán đổi má. Mình đang đứng rửa tay, thấy có người muốn xin giấy. Cái giọng này, hết, cà rớt mình đây mà. Ê, ai cũng phải xin giấy thôi. Mình đứng e hèm vài tiếng rồi cao giọng chứ. À, anh cần nhiều hay ít ạ, để em đưa cho anh. Giọng cà rớt nhẹ dần, cần nhiều, mình được đà. À, thế giờ em đưa giấy cho anh thì anh đồng ý tìm hiểu em nhé. Em là Dương nè anh. Trời ơi, anh ngậm ậm ừ, đồng ý luôn và ngay. Ôi ôi, tỏ tình bằng giấy vệ sinh sao mà tự nhiên nó dễ dàng dữ vậy. Lúc đi ra, mặt anh Đạt đỏ bừng luôn má. Mình thì đứng đơ ra, chẳng hiểu mua tê gì luôn. Đến hôm sau, thấy anh Đạt bắt đầu nhắn tin tìm hiểu mình thiệt. Chúng mình cứ vậy thôi. Mà anh Đạt cũng không đồng ý một cách hời hợt, mà thực sự là tìm hiểu thiệt nha mọi người. Anh ấy nhắn tin cho mình mỗi ngày. Gặp nhau cũng sẽ trò chuyện, mà còn mua đồ ăn cho mình nữa chứ. Ôi ôi, được quá mọi người ha. Cứ vậy tụi mình đi chơi, đi cà phê, rồi cái thành người yêu vào một ngày đẹp trời, bên bàn bún đậu mắm tôm luôn. Hời ơi, quá là tuyệt vời luôn. Anh Đạt đã là của mình sau 6 tháng theo đuổi rồi nha. Bên nhau rồi mới biết, anh ấy cũng đã thích mình từ trước. Nữa mà, thích người ta mộng nói, đen ta mở lời. Dạ, không sao không sao, chúng mình đã có nhau là được rồi. Vậy nghe nhã gì á. Tôi tên Tuấn, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Đối với mọi người xung quanh, tôi có cuộc sống mà mọi thằng đàn ông đều mơ ước. Sự nghiệp ổn định, vợ đẹp, con khôn. Nhưng mà tôi có một bí mật giấu kín. Bí mật mở đầu cho sự đau khổ của bản thân. Tôi không giống những người khác, tôi thích đàn ông. Từ những năm trung học, tôi đã nhận ra sự khác lạ của bản thân khi thay vì chú ý đến những cô nàng xinh đẹp như bọn con trai cùng lớp, thì tôi lại đổ dồn ánh mắt vào những cậu trai đáng yêu. Ở cái thời mà thích người cùng giới còn được coi là một căn bệnh bị kỳ thị và dèm pha của xã hội, tôi đành gồng mình sống giống như bao người khác, cứ nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tìm được tình yêu của đời mình. Cho đến khi tôi gặp Nam, một chàng sinh viên sư phạm, nhỏ nhắn với ánh mắt hiền hòa, luôn mỉm cười với tôi. Chuyện tình chúng tôi ngỡ như cổ tích khi cùng nhau trải qua mọi năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, từ cậu sinh viên mới chân ướt chân ráo tới đất Hà Nội, đến khi cả hai đã có sự nghiệp ổn định, bao nhiêu khó khăn trắc trở lẫn thành công của tôi đều có Đức đi cùng. Tiếc thay, chúng tôi chỉ có thể âm thầm trao cho nhau những cái nắm tay trong bóng tối, vì gia đình tôi là gia đình nghiêm khắc, quan niệm lấy vợ sinh con đã thấm nhuần vào suy nghĩ của các bậc tiền bối. Hơn nữa, ba tôi còn mắc bệnh tim. Tôi không muốn ba nghĩ ngợi về chuyện này mà sinh thêm bệnh, nên trong 7 năm gắn bó, em vẫn luôn xuất hiện với cái mác bạn thân. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng có lỗi với em, tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm cho em một danh phận, nhưng em chưa từng ca thán một lời nào, vẫn luôn dịu dàng nói với tôi rằng hai ta chỉ cần nhau là đủ. Cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ yên bình trôi cho đến khi cha tôi đổ bệnh nặng. Tâm nguyện duy nhất của ông là được thấy tôi yên bề gia thất, có con bồng cháu bế. Lúc đấy để làm tròn chữ hiếu nên tôi đã chủ động chia tay em. Tôi nhớ vào ngày hôm đấy, trời đổ mưa to, em và tôi cùng khóc, nước mắt tràn vào làn mưa to như cuốn trôi hết 7 năm gắn bó của chúng tôi. Sau đó tôi lựa chọn kết hôn với một cô gái cùng quê theo lựa chọn của bố mẹ. Nhưng có lẽ việc bỏ lỡ em là việc sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Việc kết hôn mà không có tình yêu nên cuộc hôn nhân của chúng tôi cực kỳ chóng vánh. Vợ của tôi là người đam mê sự hào nhoáng và xa hoa. Thay vì chăm sóc các con và gia đình thì cô ta lại đam mê mua sắm, shopping hàng hiệu, đi bar bay lắc. Sau một thời gian chung sống thì cô ta biết chuyện tôi không thích phụ nữ. Cô ấy lại lấy lý do đó làm ràng buộc để bỏ bê gia đình, phó mặc hết cho tôi mà giao du với những người đàn ông bên ngoài. Tôi biết chuyện thành ra như vậy, nguyên nhân xuất phát từ bản thân, nên cũng chẳng có quyền ca thán, chỉ có thể nhìn đứa con trai đáng yêu của mình làm điểm tựa mà bước tiếp.
Tôi cố gắng nuôi con dạy con với cả hai vai trò cha và mẹ, nhưng trời thương đứa con tôi rất ngoan lại hiểu chuyện, làm cuộc sống của tôi vui vẻ hơn. Tuy nhiên khi nhìn những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia, tôi lại nhớ lại chuyện tình của bản thân, nhớ lại chàng trai năm ấy đã cùng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió. Cứ nghĩ định mệnh vẫn sẽ chia cắt chúng tôi, cho đến buổi hôm ấy, tôi lần đầu tiên tham gia buổi họp phụ huynh đầu tiên của con, tôi vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc cùng nụ cười đấy. Trùng hợp thay, Nam lại chính là giáo viên chủ nhiệm của con tôi. Ơ, anh Tuấn, anh là phụ huynh của bé Phúc à? Sau khi trò chuyện, tôi mới biết Nam đã chuyển công tác ở gần chỗ ở của tôi. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Sau khi buổi họp xong thì hôm sau tôi mời Nam uống cà phê. Tôi được biết rằng em cũng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu cả. Tôi cũng chia sẻ về hoàn cảnh và nỗi khổ của mình. Khi đối diện với Nam, con tim lạnh giá lâu ngày lại loạn nhịp lần nữa. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Mối tình với Nam thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, làm cho tôi cảm nhận hạnh phúc dạt dào. Nhưng lần Nam không muốn giấu giếm nữa. Anh đang ly thân vợ, chúng mình có thể trở thành một gia đình, cùng chăm sóc bé Nam anh ha. Em rất yêu bé và Nam cũng vậy mà anh. Thật lòng tôi rất muốn làm vậy. Nhưng mà rồi tôi sẽ phải đối mặt với gia đình, bố mẹ và người vợ kia ra sao? Tôi thật sự rất rối. Bây giờ tôi phải làm sao? Có nên một lần mặc kệ tất cả mọi thứ mà sống cho hạnh phúc của bản thân và người tôi yêu không? Các bạn ơi, cho tôi xin một lời khuyên với. Chào các bạn khán giả. Để viết được câu chuyện của bản thân lên đây, phải nói là em đã suy nghĩ rất kỹ càng và thấu đáo. Rất mong sau khi đọc xong, em sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cho cuộc hôn nhân vừa bi vừa hài của mình. Em và chồng yêu nhau được gần nửa năm thì quyết định làm đám cưới. Lý do bọn em tổ chức đám cưới nhanh đến vậy, một phần cũng vì em thì đã ngoài 30, mà chồng em cũng đã ngoài 40 rồi. Bố mẹ hai bên đều vô cùng mong ngóng có cháu, nên quyết định tổ chức đám cưới sớm luôn. Em cũng cảm nhận được ở chồng mình sự chu đáo, tâm lý. Anh yêu thương, chăm sóc em tốt đến mức mà nhiều người phải ghen tị. Suốt thời gian yêu nhau, nói thật, chúng em đã vượt rào vài lần và hậu quả là cái thai hơn 2 tháng đang lớn dần trong bụng. Từ ngày biết em có thai, không chỉ chồng mà cả nhà chồng em đều rất mừng. Chồng em là con một. Từ trước đến nay, anh cũng nói em là mối tình đầu của anh. Chứ thật sự cả quãng thời gian trước, anh chưa nhìn trúng được cô gái nào cả. Bây giờ lại còn sắp có cả trâu cả nghé, thì ai chả vui. Đời con gái có một lần, em và chồng bàn nhau phải làm một lễ cưới thật sang trọng và linh đình để đánh dấu ngày chúng em về chung một nhà với nhau. Cha mẹ chồng em khá giả nên cũng không phản đối. Thế là chúng em tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn nhất thành phố với số khách mời khủng. Trước cổng, thay vì để một tấm ảnh cưới trưng bày thì chúng em để tới 3 tấm to và dài như banner quảng cáo. Không phải khoe chứ có mấy lần được trưng ảnh cưới của mình thế đâu, nên là em cũng không ngại. Được cái ảnh cưới đẹp nên ai cũng trầm trồ khen ngợi, rồi tranh nhau chụp hình. Giây phút được khoác tay anh, cầm pháo hoa đi vào sảnh chính, giữa bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu hoa tươi, cuối cùng cũng đến. Lúc đó bước bên anh mà em vừa trung vừa hạnh phúc. Phía trên MC vẫn nói những câu thơ hay về tình yêu, màn ảnh trọng vẫn chiếu những tấm ảnh cưới của hai đứa. Thế nhưng khi đang làm lễ thì có chuyện lớn xảy ra. Khi chúng em đang tay trong tay hạnh phúc, cắt bánh kem tình yêu, thì bên ngoài có tiếng ồn ào của bảo vệ. Rồi cả hội trường đứng hình khi thấy một người đàn ông mặc vest trắng tinh, khuôn mặt nơm cũng ưa nhìn chạy vào trong khi nhân viên bảo vệ đuổi theo sau, quát tháo không có thiệp mời thì không được vào. Thật sự lúc đấy em còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì người đó đã cướp micro của MC, dõng dạc cất lời. Thưa quý vị, đáng lẽ tôi mới là người đứng bên cạnh chú rể trong ngày hôm nay. Tôi và anh Khôi đã yêu nhau gần 4 năm. Vậy mà chỉ vì sợ tiếng đời, anh ấy lại dối gạt tôi đi cưới vợ khác. Tôi không phục. Anh ta nói đến đó thì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Trước khi khuất sau cửa, anh ta còn la hét. Đồ phản bội. Để xem qua ngày hôm nay anh sống như thế nào mà nhìn mặt người khác nữa. Đồ tồi. Sao anh không dám sống thật với bản thân đi? Tôi vì anh mà từ bỏ tất cả. Anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Đồ hèn hả? Em ngơ ngác quay sang thì thấy chồng em tái mét mặt mày, đứng trơ trọi ở đó không nói một lời. Còn em sau giây phút ngỡ ngàng thì xấu hổ bẻ bàng vô cùng. Quan khách bắt đầu ồn ào lên. Sau sự xuất hiện của anh chàng đó, nhiều người to nhỏ bàn tán, nhưng đa phần đều sửng sốt hiếu kỳ bởi không ngờ chồng tôi lại thích người đồng giới. Lúc đó em chỉ ước có một cái lỗ thật to để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nhìn lại chồng, anh rối rít xua tay, nói không quen biết người kia và chẳng qua là bị nhận nhầm thôi.
Hôn lễ của chúng em cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rôm rã. Mà em cũng không ngờ, mình lại bị một gã đàn ông phá hoại đám cưới để cướp chú rể. Tối đó, chồng em giải thích đủ điều trước mặt tất cả dòng họ hai bên. Anh nói anh không biết người đàn ông đó là ai, vì sao lại phá đám cưới, nhưng anh thề thốt chỉ yêu một mình em mà thôi. Anh còn nói, nếu anh yêu người đồng giới, sao làm sao mà có làm cho em có bầu được. Anh lấy đứa trẻ ra để biện minh nên mọi người cũng xui xui. Bố chồng em cũng cho là người đi tìm anh chàng kia, nhưng mà tìm không ra. Nghe bảo vệ nói sau khi bị đuổi ra khỏi cổng, anh ta vừa khóc vừa chửi chú rể một trận, rồi mới lên taxi bỏ đi. Giờ đầu óc em quay cuồng lắm rồi. Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy lung tung trong đầu, khiến em không biết có nên tin chồng mình hay không. Nếu như anh thật sự thích người đồng giới, thì anh sẽ chẳng muốn đụng vào người em. Nhưng nếu không phải, sao anh chàng kia phải khóc lóc vật vã làm gì? Thời buổi này, làm gì có chuyện nhầm lẫn như tiểu thuyết vậy được. Em có nên cố tìm cho ra anh chàng kia để làm rõ ngọn ngành, hay cứ mặc kệ vì ván đã đóng thuyền không mọi người?